Sáng ngày 14 tháng 9, cá chết lại tiếp tục nổ trắng trên mặt hồ điều tiết Hòa Phú gần kênh Đa Cô, quận Liên Chiểu. Cá chết xếp lớp dày đặc, mặt nước đóng vắng xanh, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm nặng nề. Trước đó, chiều ngày 13 tháng 9, sau phản ánh của người dân, hàng chục nhân viên của công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng đã tiến hành vớt và đưa đi xử lý hơn 4 tấn cá chết ở khu vực kênh Đa Cô, quận Liên Chiểu. Tuy nhiên, sáng nay cá lại tiếp tục chết và nổ trắng trên mặt hồ điều tiết Hòa Phú khiến nhiều nhà dân phải đóng cửa vì mùi hôi thối. Được biết, tình trạng cá chết kéo dài sau trận mưa lớn ngày 10 tháng 9 vừa qua, cá chết chủ yếu là cá rô phi có kích thước lớn bằng bàn tay. Sáng sớm ra bờ hồ này nó thấy rồi, thấy nổi trắng nhiều hơn hôm qua nữa. Mùi hôm nay là còn nặng hơn. Có cái hiện tượng con cánh này mà ở cái bờ hồ này là hiện tượng mà hôi thì cũng xảy ra hầu như là thường xuyên. Sau một đợt nắng dài cách đây một tháng là nước tự nhiên là đổi ra màu đen thui, bảy mùi đây ra cái mùi mà nó khét nghẹt á, giống như là mùi hóa chất á. Cá cũng có chết nhưng mà không có chết bằng đợt này. Người dân thì phản ánh hoài, bây giờ cũng đợt trước cũng có điện xuống môi trường của thành phố rồi cũng có biện pháp, nhưng về cơ bản chỉ là can thiệp kịp thời là để giảm mùi hôi thôi, chứ về cơ bản chẳng thấy là cái con cá này để gọi là xử lý triệt để, ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống. Chứ có nhiều lúc con tôi là bây giờ là năm nay nó 17 tuổi, mà như trước đây đó là những lúc mà nó chuyển qua mùi hôi này tôi phải di cứ con tôi đi vô nhà nội, hoặc là có bữa phải cả gia đình phải đi thuê nhà nghỉ ngủ đó. Nói chung là xuất hiện cũng rất nhiều lần, nhưng mà nó ô nhiễm môi trường lắm, nó hôi lắm, nó thối. Như buổi trưa đồ ăn đồ cũng được này, nó hôi quá thì người dân họ mình buôn bán nó rất là khó khăn, buôn bán không có được, rất là ế, vì hôi người ta không ngồi tay dơ ta ăn được, nó rất là ảnh hưởng cho người tiêu dùng họ ăn á, là họ dơ bẩn này, hôi quá là họ không ăn được. Theo người dân, tình trạng cá chết đã nhiều lần diễn ra ở khu vực này, đặc biệt là sau một trận mưa lớn. Cá chết trắng nổi trên mặt hồ kèm theo mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sức khỏe của người dân quanh khu vực. Những cái cơ quan ban ngành nào họ có cái chức trách là làm thế nào để triệt để cái vấn đề ô nhiễm ở cái con kênh này, để có sự gọi là trả lại cái môi trường tự nhiên. Vì lại VKV cũng rất là mong muốn người dân góp ý kiến, góp công sức và cũng như là cái ý thức là đừng có xả thải xuống. Theo đại diện công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng, lượng cá chết ước đạt khoảng 7 tấn. Sau khi vớt hết cá chết, công nhân sẽ tiến hành phun khoáng hóa để xử lý nước. Đây là lần thứ 3 trong năm Đà Nẵng ghi nhận tình trạng cá chết trắng tại khu vực kênh Đa Cô và hồ điều tiết Hòa Phú sau mưa lớn.